Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Lịch Sử Thế Giới. Buổi trưa ngày 14 tháng 5 năm 1948, trên toàn dẻo đất nằm tại phía đông của Địa Trung Hải, trải dài từ thành phố Safat ở phía bắc xuống tận sa mạc Negev hoang vắng ở phía nam, từ thành phố Jerusalem ở phía đông tới thành phố Tel Aviv nằm sát biển ở phía tây. 650.000 người Do Thái yên lặng, hồi hộp chờ đợi trên các máy phát thanh. Rồi đúng 4 giờ chiều vang lên tiếng nói của một nhân vật lãnh đạo quen thuộc, ông David Ben-Gurion. Vị chiến sĩ tiền phong này cất cao giọng nói đầy cảm xúc: do quyền lợi quốc gia và lịch sử của dân tộc Do Thái và do nghị quyết của Liên Hợp Quốc, tôi công bố ở đây việc thành lập một quốc gia mới tại Palestine được gọi là nước Do Thái. Đó cũng là tên chuyến hành trình ngày hôm nay của Lịch Sử Thế Giới, lịch sử hình thành nước Do Thái. Nước Do Thái cổ. Lịch sử dân tộc Do Thái cổ được mô tả trong Kinh Thánh Do Thái Toran rất quen thuộc với những người Thiên Chúa giáo và được gọi là Kinh Cựu Ước. Bộ Kinh Toran này gồm 5 cuốn sách là sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, sách Dân Số và sách Phục Truyền. 5 cuốn này được gọi là Ngũ Kinh hay Bộ Luật của Moses. Kinh Cựu Ước đã mô tả sự tạo dựng ra trời đất, các cám dỗ và tội lỗi của con người đầu tiên cùng với sự loại con người ra khỏi vườn địa đàng. Tại miền Trung Đông, Canaan là một dải đất hẹp khoảng 130 cây số, phía tây là Địa Trung Hải, phía đông có sa mạc Ả Rập. Xứ Ai Cập án ngữ phía nam, còn mảng bắc là miền Mesopotamia với dòng sông Euphrates. Do là một miền đất nằm giữa hai miền văn hóa Ai Cập và Mesopotamia, Canaan đã dần dần trở thành một trung tâm thương mại của các đoàn thương nhân dùng lạc đà từ thung lũng qua sông Nin đi lên và từ lưu vực sông Euphrates đi xuống. Cũng vì thế tại miền đất này đã xảy ra các trận chiến và bất ổn. Vào phần tư cuối của thiên niên kỷ thứ 2 trước Tây lịch, đế quốc Hittite ở phương Bắc sụp đổ, đồng thời xứ Ai Cập phía Nam cũng suy tàn, trong khi thế lực Assyrian chưa xuất hiện. Những người Do Thái hay Hebrew từ miền Mesopotamia di cư qua tới miền Canaan gần Địa Trung Hải. Các tù trưởng miền đất Canaan đã khuyên ông Abraham tới định cư với họ, và khi ông Abraham và bà Sarah cần chọn vợ cho người con trai là Isaac, họ đã kén một người họ hàng sống ở Haran gần Ufa thuộc xứ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Isaac có con là Jacob và ông này đã đổi tên thành Israel, sống với hai người vợ là Liz và Rachel, cùng với hai người hầu gái là Bilhan và Zibat. Israel có 12 người con, mở đầu cho 12 bộ lạc và danh từ Jew, người Do Thái, bắt nguồn từ chữ Judan, là tên của một bộ lạc Do Thái mạnh nhất và đông dân nhất. Câu chuyện về Kinh Thánh về ông Abraham đã dẫn tới một ý niệm mới, đó là quan niệm nhất thần. Cũng theo Kinh Thánh, Thượng Đế với tên gọi là Quanwen hứa sẽ bảo vệ ông Abraham và các con của ông trên miền đất Canaan dù có phải gây ra chiến tranh đi nữa. Và các người Do Thái tự nhận mình là con cháu của Abraham đều bị ràng buộc theo cá nhân và theo tập thể vào các giới luật và lễ nghi của Thượng Đế. Xứ Palestine. Palestine là một vùng đất trải dài từ Địa Trung Hải ở phía tây tới sa mạc Ả Rập ở phía đông, từ dòng sông Litani ở phía bắc xuống thung lũng Gaza ở phía nam. Miền đất này được gọi theo tên của người Philistine, là giống người đã chiếm cứ phần bờ biển phía nam trong thế kỷ 12 trước Tây lịch. Sau khi đế quốc La Mã bị phân làm hai vào năm 395, xứ Palestine với quyền kiểm soát phía đông chịu sự cai trị của Byzantine và chịu sự ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo cho tới khi người Ả Rập chính thức chinh phục vào năm 638 và truyền bá Đạo Hồi. Đạo Hồi là một tôn giáo khác với đạo Do Thái và Thiên Chúa. Không có những quan niệm về Thượng Đế, về các nhà tiên tri, mà còn cả về sự kết hợp chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội với tôn giáo, khiến cho Đạo Hồi có những nét đặc thù rất thích hợp với các xứ Ả Rập. Năm 1516, vua Hồi giáo Selim I đánh thắng được đế chế cai trị Mameluke. Trong 4 thế kỷ, xứ Palestine chịu sự đô hộ của đế quốc Ottoman, có kinh đô đặt ở Damascus. Chế độ cai trị Ottoman đã kéo dài trong 4 thế kỷ, từ 1516 đến 1918. Vua Hồi giáo chỉ có một ràng buộc là bảo vệ Jerusalem, nơi linh thiêng của đạo Hồi, đạo Thiên Chúa và đạo Do Thái. Vào đầu thế kỷ 19, dân số Do Thái tại Syria vào khoảng 25.000 người. Phần lớn họ thuộc lớp người Sephardim, tức là con cháu của người Do Thái gốc Tây Ban Nha và gốc địa phương. Lớp người còn lại là Do Thái Ashkenazim,
có nguồn gốc từ châu Âu, đã tới miền đất thánh này qua nhiều thế kỷ nhưng vẫn giữ quốc tịch cũ. Một nửa số người Do Thái sống ở thành phố có tính linh thiêng đối với họ là Jerusalem, Hebron, Jaffa và Tiberias. Nửa kia cư ngụ ở Aleppo, Damascus, Beirut và Tripoli là những thành phố thuộc xứ Syria. Dưới thời đại Hồi giáo Ottoman, chính quyền được tổ chức theo lối tự quản và cộng đồng Do Thái được hưởng một số độc lập và tự trị về thờ phượng tôn giáo, giáo dục và một số phạm vi khác. Nhưng trong một xã hội Hồi giáo ưu thế, người Do Thái giáo và người Thiên Chúa giáo không được coi là những tín đồ, nên thuộc loại công dân hạng thứ hai, phải đóng thuế thân để có được sự bảo vệ của chính quyền. Và đây là dấu hiệu của giai cấp thấp hèn. Người Do Thái còn bị kỳ thị trong nhiều lĩnh vực. Tại xứ Palestine, phong trào quốc gia Ả Rập đang tiến triển vào cuối thế kỷ 19, rồi cuộc cách mạng Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào năm 1908 bởi những nhân vật Thổ muốn duy trì đế tam Ottoman bằng chính sách quy quyệt để thực hiện việc trung ương tập quyền và Hồi giáo hóa các dân tộc trong vùng. Trong hoàn cảnh lịch sử này, người Do Thái sống tại Palestine bị coi là công dân hạng hai. Họ phải gánh chịu thuế đất và thuế thân nặng nề, đôi khi bị tàn sát và thường bị áp bức cải sang đạo Hồi. Dân Do Thái tại châu Âu. Vào năm 70 sau Tây lịch, ngôi đền thứ hai của đạo Do Thái bị phá hủy. Một số người Do Thái đã bỏ xứ ra đi, họ sống bên ngoài xứ Palestine. Trong thời đại La Mã, giống dân Do Thái trở thành lớp thương nhân sống quanh vùng Địa Trung Hải. Tới thời Trung Cổ, các người Do Thái tại châu Âu và nước Anh thường là những kẻ cho vay tiền kiếm lời. Họ được sự che chở của nhà cầm quyền địa phương. Đến khi người Ý và một số dân tộc khác bắt đầu biết nắm giữ những công việc kinh tế, thì người Do Thái bị trục xuất tại nước Ý vào năm 1290. Vào cuối thế kỷ 14, người Do Thái bị đuổi khỏi nước Pháp rồi Tây Ban Nha, cũng tìm cách loại người Do Thái khỏi xứ vào năm 1492. Tại châu Âu, nền kinh nghệ tư bản làm thay đổi vai trò kinh tế của người Do Thái. Thời kỳ khai sáng thế kỷ 18 đã làm lợi cho người Do Thái. Rồi sau cuộc cách mạng Pháp, đã tăng lên số người Do Thái hội nhập vào những phần đất thuộc miền Tây của châu Âu. Vào năm 1850, tại xứ Nga có khoảng 2,3 triệu người Do Thái. Vào năm 1881, sau hoàng Alexander II bị ám sát, một trong những kẻ âm mưu có một người Do Thái trẻ. Sự việc này làm gia tăng các cảnh tàn sát, hành hạ và hạn chế sắc dân Do Thái của chính quyền Nga vào khoảng những năm 1880 đến 1900. Đã có 1 triệu người Do Thái di cư từ nước Nga qua Hoa Kỳ và con số này lên tới 2,6 triệu người vào năm 1914. Phong trào Phục quốc Do Thái. Châu Âu là miền đất tiến bộ, văn minh, được khai sáng trước những miền đất khác, nhưng cũng tại châu Âu, một số người theo học thuyết Darwin với chủ trương kỳ thị sắc tộc Do Thái đã cho rằng giống dân Aryan vượt trội hơn giống dân Do Thái thấp hèn. Người Do Thái nhận ra họ cần phải lập quốc gia tự trị. Lý thuyết gia đầu tiên về phong trào phục quốc Do Thái là ông Moshe Hess, một dân Đức gốc Do Thái đã từng liên lạc với Karl Marx và Friedrich Engels. Ông Hess đã viết hai tác phẩm phát họa sự trở lại về Palestine của dân Do Thái là cuốn Roma và Jerusalem, xuất bản năm 1862 và cuốn Chương trình thuộc địa hóa miền đất thánh, xuất bản năm 1867. Vấn đề quê hương quốc gia hay quốc gia Do Thái tại Palestine tới cuối thế kỷ 19 vẫn còn mơ hồ, dù rằng danh từ phong trào phục quốc Do Thái có lẽ được Nathan Beerbohm đề cập lần đầu tiên trong một bài báo phổ biến vào năm 1886. Một người tiền phong khác của phong trào phục quốc Do Thái là ông Theodor Hess. Các ý tưởng về một quốc gia Do Thái của ông Hess không phải là mới mẻ. Ông ta lại không có hậu thuẫn tài chính hay yểm trợ chính trị. Đường lối của ông là bảo thủ, phản ánh quan niệm từ gia đình trung lưu của ông. Nhưng công lao của ông là khiến cho thế giới chú ý đến số phận sắc dân Do Thái và nhờ ông mà việc lập quốc Do Thái trở thành một vấn đề chính trị của thời sự quốc tế. Lịch sử của phong trào phục quốc Do Thái cũng đi tới một khúc rẽ quan trọng trong hội nghị phục quốc Do Thái đầu tiên họp ở Basel, Thụy Sĩ vào ngày 29 tháng 8 năm 1897 với 204 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị này xác định mục tiêu của phong trào là tạo dựng một nền cư ngụ cho sắc dân Do Thái tại Palestine được xác nhận bởi công pháp. Tuy các mục tiêu kể trên còn mơ hồ, các nhà lãnh đạo phong trào phục quốc Do Thái cũng đã cứu xét đề nghị của chính phủ Anh vào năm 1902 cùng miền El Arish thuộc bán đảo Sinai, hay đề nghị lập quốc tại xứ Kenya với chương trình gọi là kế hoạch Uganda. Cho dù các người Do Thái tại Nga đã không vừa ý với cả hai kế hoạch kể trên, năm 1899, đảo Cyprus cũng là một địa điểm được đề nghị xem xét. Nhưng thời điểm ấy, vị trí của nước Do Thái mới còn tùy thuộc vào những cường quốc của châu Âu.
vì muốn duy trì tập quán, phong tục, văn hóa Do Thái cũng như Do Thái giáo, với hai mục tiêu thế tục, vừa tôn giáo, các nhóm nhỏ gồm những người Do Thái trẻ đã hợp hội tại nước Nga và tại phần đất phía đông của châu Âu để bàn việc định cư đầu tiên trên xứ Eretz Israel hay đất nước Do Thái. Vào năm 1903, đã có vào khoảng 20 làng nông nghiệp mới được thành lập trên 90.000 mẫu đất, với số dân định cư là 10.000 người. Tiếng Do Thái Hebrew được dùng và giảng dạy tại các trường học. Người dân Do Thái được hướng dẫn về canh tác nông nghiệp, nhưng các người định cư mới này phần lớn chưa quen với các công việc đồng áng. Họ lại không đủ vốn, tất cả các chương trình định cư đang dần đi tới chỗ bế tắc, thì được sự hỗ trợ của bá tước Edmond de Rothschild vào cuối thế kỷ thứ 19. Nước Anh đã quan tâm tới số phận của người Do Thái tại Palestine cùng ảnh hưởng của nước Anh tại vùng Trung Đông. Đồng thời, chính phủ Nga cũng giúp đỡ các dân này trong việc di cư bằng cách cho phép các người Nga và Ba Lan gốc Do Thái di chuyển rẻ tiền trên các con tàu biển của Nga từ hải cảng Odessa tới Palestine. Như thế, số dân Do Thái tại Palestine đã gia tăng. Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch sử Thế giới. Đừng quên subscribe để ủng hộ cho chúng tôi. Vào năm 1903, đã có khoảng 20 làng nông nghiệp mới được thành lập trên 90.000 mẫu đất, với số dân định cư là 10.000 người. Tiếng Do Thái Hebrew được dùng để giảng dạy trong trường học. Người dân Do Thái mới được hướng dẫn về canh tác nông nghiệp. Nhưng những người định cư mới này phần lớn chưa quen với công việc đồng áng. Họ lại không đủ vốn. Tất cả chương trình định cư đang đi dần tới chỗ bế tắc thì được sự hỗ trợ của bá tước Edmond de Rothschild. Việc di cư của người Do Thái. Vào cuối thế kỷ 19, nước Anh đã quan tâm tới số phận của người Do Thái tại Palestine cùng ảnh hưởng của nước Anh tại vùng Trung Đông. Đồng thời, chính phủ Nga cũng giúp đỡ sắc dân này trong việc di dân bằng cách cho phép người Nga và Ba Lan gốc Do Thái di chuyển rẻ tiền trên những con tàu biển của Nga từ hải cảng Odessa tới Palestine. Nhờ thế, số dân Do Thái tại Palestine đã gia tăng. Trước khi xảy ra Thế chiến thứ nhất, cộng đồng Do Thái có khoảng 90.000 người, chiếm 12-14% dân số Palestine. Riêng ở thành phố Jerusalem, dân số Do Thái lên đến 45.000 trên tổng số 80.000 dân. Sắc dân Do Thái lúc này là những cộng đồng nhỏ, địa phương chia rẽ, rất khó đoàn kết vì sự khác biệt giữa người định cư cũ và mới, giữa những người bảo thủ và cải cách, giữa những người sống đạm bạc xưa nay và những kẻ có trợ giúp từ nước ngoài. Việc phân chia sau Thế chiến ảnh hưởng và quyền lợi tại miền Trung Đông, đặc biệt là xứ Palestine, đã gặp nhiều rắc rối do các hiệp ước và các xác nhận. Đáng kể nhất là thư liên lạc Hussein Marmahos năm 1915-1916, hiệp ước Sebes-Picot năm 1916 và bản tuyên bố Balfour. Công bố vào ngày 2 tháng 11 năm 1917 là một bức thư của ông Bộ trưởng Ngoại giao Anh Arthur Balfour gửi cho Lord Churchill, người đứng đầu tổ chức phong trào phục quốc Do Thái Anh. Bản tuyên ngôn xác nhận rằng chính phủ Anh coi thuận lợi là việc thành lập tại xứ Palestine một quê hương dành cho người Do Thái, đồng thời lại ấn định không được kỳ thị những quyền lợi dân sự và tôn giáo của cộng đồng người Do Thái tại Palestine. Năm 1922, Hội Quốc Liên đã xác nhận tạm thời ủy quyền cho nước Anh thi hành nguyên tắc bản tuyên bố Balfour. Đối với nước Anh, vấn đề Palestine là một trách nhiệm nhỏ. Trong thời gian Thế chiến thứ nhất, người Anh đã giành được sự ủng hộ của người Ả Rập trong việc chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ bằng lời hứa hẹn rằng nước Anh sẽ bảo trợ cho một nước Ả Rập rộng lớn, bao gồm phần lớn bán đảo Ả Rập. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, hai nước Anh Pháp đã chia nhau miền Trung Đông và làm ngơ trước phản đối của người Ả Rập. Nước Anh kiểm soát Ai Cập, Iraq, miền Transjordan ở phía đông dòng sông Jordan, miền Palestine và những bờ biển phía đông, phía nam của bán đảo Ả Rập. Nước Pháp chiếm Syria và Lebanon. Các nhà lãnh đạo Ả Rập do phẫn nộ và không thể làm gì được hai cường quốc Anh Pháp nên đã gây ra nhiều cuộc quấy phá công cuộc định cư của người Do Thái tại Palestine. Đã xảy ra những cuộc bạo loạn chống Do Thái tại miền đất Palestine do dân số Do Thái gia tăng và cũng do chính sách về Trung Đông của nước Anh đối với Ả Rập. Năm 1920, người Ả Rập tấn công Tel Chai và các khu định cư khác của người Do Thái trong vùng đất Galilee. Bạo loạn cũng xảy ra tại Jerusalem, Jaffa, Teshub, Kifrat, Herera, trong khi quân đội Anh có duy trì nền trật tự. Vào năm 1922, sống giữa 650.000 người Ả Rập tại xứ Palestine và khoảng 85.000 người Do Thái, trong đó có cả những người mới di cư đến, được sự bảo trợ của phong trào phục quốc. Sau khi đế quốc Ottoman tan rã, các cơ quan phục quốc Do Thái cũng như Ngân quỹ quốc gia Do Thái đã tìm cách mua đất đai cư ngụ và những mảnh đất lớn được chuyển thành hợp tác xã tập thể hay những nông trường tập thể. Tới năm 1919-1923,
Đợt sóng thứ ba của người Do Thái di cư tới Palestine gồm 35.000 người trẻ, phần lớn là từ nước Nga và miền Đông Âu, là những người được huấn luyện về nông nghiệp. Đợt sóng thứ tư từ 1924 đến 1928 lại gồm chủ tiệm thuộc giới trung lưu và thợ thủ công bỏ chạy vì kinh tế suy thoái và phong trào chống Do Thái tại Ba Lan. Những người di cư có trình độ giáo dục cao từ nước Đức là đợt sóng lần thứ năm. Họ tới Palestine với tài sản, kiến thức, kỹ thuật xây dựng. Các xung đột sắc tộc giữa hai dân Do Thái và Ả Rập vẫn tiếp tục xảy ra, khiến cho các đề nghị phân chia xứ Palestine thành hai khu vực, nhưng đề nghị này đã bị chính quyền Anh bác bỏ. Đầu năm 1939, khi Thế chiến II xảy ra, nước Anh vì muốn giành lấy sự ủng hộ của khối Ả Rập để chống lại người Đức, nên đã ra một bạch thư thay đổi chính sách đối với Palestine và giới hạn số người Do Thái di cư tới miền này là 75.000 người trong vòng 5 năm tới. Vào thời đầu cuộc chiến, có tất cả 18,5 triệu người Do Thái trên toàn thế giới. Tới cuối cuộc chiến, thì 6 triệu người Do Thái đã bị giết. Đầu năm 1942, chủ trương tận diệt người Do Thái là ưu tiên hàng đầu của hoạt động Đức Quốc xã. Tháng 11 năm 1938, các băng nhóm đảng Đức Quốc xã đã đập phá nhà và đền thờ Do Thái. Người Do Thái được khuyến khích bỏ lại tài sản ra khỏi nước Đức. Nhưng đa số sắc dân này vào thời kỳ đó đã không bỏ chạy vì cho rằng họ đã hội nhập vào xã hội Đức. Họ mong chờ tai nạn rồi cũng qua đi. Và họ không biết phải đi đâu trong một thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu, trong khi những quốc gia châu Âu cũng như Úc, Hoa Kỳ, Nam Phi và những quốc gia Nam Mỹ lại có luật lệ giới hạn về di dân. Tháng 7 năm 1938, Tổng thống Franklin Roosevelt đã triệu tập một hội nghị quốc tế tại Evian, bên bờ hồ Geneva, để thảo luận về việc cấp cứu những người tị nạn Do Thái từ nước Đức, nhưng đã gặp thất bại. Năm 1939, dân Do Thái sống ở Ba Lan bị quân đội Đức Quốc xã tập trung lại trong những khu nhà ổ chuột, tới khi quân Đức xâm lăng Liên Xô vào năm 1941, lãnh đạo của quốc xã đã quyết định dùng giải pháp cuối cùng để giải quyết vấn đề Do Thái của châu Âu. Đầu tiên là toán quân SS sát nhân đã gom người Do Thái lại, bắt họ đào hố rồi bắn chết tất cả và chôn những nạn nhân trong những nấm mồ tập thể. Sau khi chiến tranh thế giới II chấm dứt năm 1945, Đức Anh tuyên bố chính sách của họ về vấn đề Palestine vẫn không thay đổi. Trong 6 năm qua, sự hậu thuẫn của khối Ả Rập đã làm lệch đi chính sách của nước Anh, thì ngày nay người Anh lại e sợ thế lực Xô Viết lan tới vùng Trung Đông nhiều dầu mỏ. Tới lúc này, người Do Thái tại Palestine đành phải đứng lên cầm vũ khí, không những chống lại những băng nhóm phá hoại người Ả Rập, mà còn đánh phá những kẻ họ coi là áp chế. Trước những đòi hỏi của người Ả Rập, của người Do Thái và các rối loạn, Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman là người ủng hộ phong trào phục quốc Do Thái, đề nghị chuyển các vấn đề về xứ Palestine cho Liên Hợp Quốc. Người Do Thái bảo vệ lãnh thổ. Sau nhiều tuần lễ tranh luận gắt gao, ngày 29 tháng 11 năm 1947, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ thăm với 33 phiếu thuận trên 13 phiếu chống và 10 phiếu vắng mặt, chấp thuận phân chia xứ Palestine thành hai quốc gia độc lập dành cho 1,1 triệu người Ả Rập, phần kia là của 650.000 người Do Thái. Vùng miền đất ấn định nhỏ hơn so với diện tích đề nghị bởi cơ quan Do Thái, nhưng quyết định của Liên Hợp Quốc là bước đầu công nhận một quốc gia mới, một nơi trú ngụ dành cho nạn nhân sống sót từ những trại tử thần của Hitler. Trước các tấn công phá hoại vì tức tối của người Ả Rập, người Do Thái đã chống trả bằng những loại súng trường. Họ đã không bị mất một tấc đất nhỏ vì hai lý do: đoàn kết và biết tổ chức. Các nước Ả Rập bao quanh xứ Palestine Do Thái tuy lớn hơn, đông người hơn và cũng một lòng thù ghét dân Do Thái, nhưng họ gặp thất bại vì thiếu một lãnh tụ cứng rắn và họ cũng đánh giá quá thấp quốc gia Do Thái, nhỏ bé và non trẻ. Khi những toán quân Do Thái tiến đến, hàng trăm người Ả Rập đã bỏ chạy tán loạn bằng những phương tiện có được. Những người tị nạn này đã hoảng sợ các nhóm khủng bố Do Thái có tên là Irgun và Stern đã tàn sát 254 thường dân Ả Rập tại làng Dizasin vào ngày 10 tháng 4 năm 1948. Vào năm 1949, nửa triệu người Ả Rập hay 3/4 dân số ban đầu đã bỏ xứ Palestine chạy qua những quốc gia láng giềng. Buổi trưa ngày 14 tháng 5 năm 1948, ngay trước khi ông David Ben-Gurion tuyên bố độc lập cho xứ Palestine Do Thái, thì tại cảng Haifa cách thành phố Tel Aviv 50 dặm về phía bắc, vị cao ủy người Anh cuối cùng quản trị miền đất thánh là Sir Alan Cunningham đã chào lá cờ người Anh lần cuối rồi bước lên thuyền máy để ra tuần dương hạm đang chờ đợi ngoài khơi. Buổi lễ đơn giản chấm dứt quyền cai trị của người Anh tại xứ Palestine sau 31 năm. Vào tháng 12 năm 1917, quân đội Anh tiến vào thành phố Jerusalem giành quyền kiểm soát từ tay người Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng ngay sau lễ tuyên bố độc lập của nước Do Thái, các đoàn quân Ả Rập theo mọi hướng đang tiến vào miền đất thánh.
Tại phía nam, hai đoàn quân Ai Cập, mỗi đoàn gồm 5.000 lính chiến, chia làm hai hướng tấn công Tel Aviv và Jerusalem. Tại phía đông, đoàn quân Ả Rập Transjordan gồm 10.000 quân sẵn sàng vượt sông Jordan để chiếm miền trung tâm Palestine, vây thành phố mới Jerusalem. Còn mảng bắc là đạo quân của Lebanon, Syria và Iraq sắp càn quét xứ Galilee, phá tan hải cảng Haifa để hướng về Tel Aviv. Như vậy, trong một tuần lễ, quốc gia non trẻ Do Thái sẽ bị dẹp tan bởi một cuộc tàn sát kiểu Mông Cổ. Đêm 14 rạng ngày 15 tháng 5, đoàn quân Ai Cập vượt biên giới vào sa mạc Negev, tiến đánh một khu vực định cư Do Thái nhỏ có tên là Nirim. Tại nơi này, hỏa lực chống cự chỉ có 17 súng trường, 1 tiểu liên và 4 súng máy. Quân đội Ai Cập đã bắn đạn pháo binh, dùng xe bọc sắt tấn công sát hàng rào kẽm gai, nhưng bên trong, những người định cư Do Thái chỉ khai hỏa khi thấy quân địch đã nằm trong tầm đạn. Sau nhiều lần tấn công không thành, đoàn quân Ai Cập đành phải bỏ qua làng Nirim, tiến về thành phố Tel Aviv và Jerusalem. Cách chống cự tại Nirim là kiểu mẫu cho các mặt trận ở phía Bắc lẫn phía Nam vì sự gan dạ của quân dân Do Thái đã làm cho sĩ quan nhút nhát người Ai Cập không thể chiến thắng. Hơn nữa, đoàn quân này cũng như những đoàn quân Ả Rập khác đã thiếu tinh thần chiến đấu vì những nhà lãnh đạo của họ đã bỏ túi những món tiền có thể mua vũ khí, quân trang và thực phẩm cho quân đội. Tại mặt trận Jerusalem, đoàn quân thiện chiến Transjordan đã tiến tới thành phố mới vào ngày 19 tháng 5 và chiếm thành phố cổ ngày 28 tháng 5. 100.000 người Do Thái sống trong thành phố Jerusalem đang bị bao vây và đang đứng trước cảnh hết thực phẩm. Nhưng sáng ngày 11 tháng 6 năm 1948, cả đoàn quân xa Do Thái đã lập tức được các đường lộ mới tiến vào thành phố Jerusalem được giải hòa. Sau cuộc chiến xứ Palestine đã gây ra tranh luận tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và sau khi vùng này thoát hiểm, các nước Ả Rập đều đồng ý đề nghị ngưng bắn một tháng của bá tước Farkas Ben Atode, người Thụy Điển. Trong khi đó, những vũ khí mới đã được nhập vào cảng xứ Do Thái và đạo quân Do Thái mới cũng được thành lập bởi những người tị nạn mới bước lên bờ. Sau cuộc ngưng chiến vào ngày 8 tháng 7 năm 1948, các đội quân Ả Rập đã thấy rằng họ đang đứng trước kẻ thù mỗi ngày một cải tiến. Lực lượng quân sự Do Thái khi đánh thắng các đội quân của Syria, Lebanon và Iraq, rồi tái chiếm phía nam quân Ai Cập cũng phải bỏ chạy. Nước Do Thái đã sống còn sau ngày tuyên bố độc lập. Những cái giá phải trả cho lễ độc lập này là 6.000 người Do Thái hay 1% dân số đã bị thiệt mạng. Số tử vong của phía Ả Rập còn cao hơn rất nhiều, nên độc lập của quốc gia Do Thái còn bị đe dọa cho tới khi quân đội Do Thái đánh thắng 3 trận chiến lớn sau này. Các người Do Thái không quê hương kể từ năm 1948 đã trở về sống trên mảnh đất tổ tiên họ mà phải rời đi sau nhiều thế kỷ. Có thể thấy sau những năm tháng gian khổ thì người Do Thái vẫn cho thấy sức mạnh quật cường và quyết tâm xây dựng nhà nước riêng của họ. Như văn hào Mark Twain đã nói, mọi sự đều sẽ hết nhưng người Do Thái thì không. Tất cả các thế lực khác nhau sẽ qua đi nhưng họ thì vẫn còn. Bí mật trong sự bất tử của họ là gì? Bí mật là gì thì có lẽ quý vị và các bạn sau khi theo dõi video đều đã có câu trả lời cho riêng mình phải không ạ? Đến đây thì Lịch Sử Thế Giới xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.